Rồi, ví dụ đây, nữ 19 tuổi làm được không? Đấy, nữ 19 tuổi điều trị cái này được không? Đúng không? Sự lợi hại không cao này, có xu hướng ngắt hở này. Trên ví dụ mình nhìn hàm răng này mình thấy có vấn đề gì ạ? Mình nhìn một hàm răng này mình nhớ thấy có vấn đề gì? À, có cắn chéo đúng không? Rồi. Cắn chéo hàm tên đúng không ạ? Cắn chéo phía lưỡi. Còn gì đúng không ạ? Cắn chia sao? Cắn chia hở lớn đúng không ạ? Rồi, có lệch đường giữa này, có bên một bên loại 2 toàn bộ này, bên là xuống loại 1 đúng không? Bên phải loại 2 toàn bộ không? Đây bên này là xuống loại 1 đúng không ạ? Đó, lệch đường giữa này. Đó, cắn hở, cắn chia lớn. Đây mặt phẳng phía sau là hơi dốc này. Mặt phẳng phía sau hơi dốc này. Đó. Thì đầu tiên người ta đã làm là làm phẳng này kết hợp với nong hàm. Thế giống như làm đều là phẳng bình thường thôi đúng không? Ở trong mưu nó có một cái là dùng dây mưu để nong hàm. Tuy nhiên thông thường là khi mình làm mình thấy là để mà những cái dây này này. Như hôm qua mọi người bẻ dây có giữ lại không ạ? Cái dây mà dây cong cong ấy, có ai giữ lại không? Thử test xem này, theo chiều ngang này nó có lực theo chiều này lớn không? À, mình thấy nó khá là nhẹ đúng không? Mình thấy khá là nhẹ do cái dây của mình nó dài này mà. Nó rất là nhiều lúp rất là dài. Cho nên khi mình làm theo chiều ngang này mình thấy là với những trường hợp mà mình dùng để làm rộng hoặc làm hẹp cục răng nó hơi khó. Do đó là thường người ta hay kết hợp thêm những cái cụ, ví dụ như là hàm nong này, hoặc là mình dùng cung mulligan để làm rộng cái cung răng mình ra. Đó. Còn theo chiều trước sau nó hơi kém nha. Chiều trước sau nó hơi kém. Đó, như theo chiều dọc rất là tốt. Đó, người ta làm rộng cung răng ra này, sau là đi dây. Đây làm đều phẳng thông thường đúng không ạ? Sau là người ta đặt mưu này, bẻ mưu này đúng không ạ? Bẻ mưu này nhìn bẻ khá là đẹp. Đó. Đấy, kéo chun này đúng không? Chun này thì thông thường với mưu dùng chun là 3/16 6 ông nhá. 3/16 6 ông. 8 tháng này, đây điều trị 6-8 tháng thì khá là ổn đúng không? 8 tháng với những ca này là những ca không nhổ răng này. Sau là 16 tháng, rồi sau 16 tháng này thám cài. 16 tháng này thì nhanh hay chậm? Nhanh. Cũng khá là nhanh đúng không? Với ca loại 2 nhất nhỉ? Thường thường ấy, nếu ca mà không nhổ răng mình làm đều làm phẳng mà kéo chun này thì cũng khá là nhanh nhá. Không lâu lắm đâu. Từ khi mà người nhổ răng hay gì mới lâu thôi. Tuy nhiên đây là khi mình nhìn là thấy có vẻ trục răng hơi ngược chút xíu, hơi nhô chút xíu. Cái này là được rồi đúng không? Đây, đây là trục răng này. Cái phim này mở. À, đây là một bệnh nhân cái ca này mình thấy này. À, đợt trước lại cái khi bọn mình học ấy thì nhiều người bảo là làm theo dây thẳng tốt hơn, làm theo dây cong tốt hơn, làm dây phân đoạn tốt hơn. Tuy nhiên là có những người